Ai cũng có một thời thơ ấu được nghe lời ru của bà và của mẹ. Còn đến thời hội xuân hôm nay, xin mời quý chúng ta hãy lắng đọng tâm tình của mình vào những khúc hát ru, bài hát lời ru chị Hai ca tiếp. Ở đâu? Vào đi.